tọa lạc trên tầng 73 của tòa Landmark, tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay. Nhà hàng Truffle Siga Lounge sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm tuyệt vời với cảnh quan ấn tượng của đường chân trời Sài Gòn. Trải nghiệm một buổi tối tuyệt vời cùng những người thân yêu của bạn tại phòng ăn tối sang trọng. Truffle Siga Lounge, nơi hoàn hảo để thư giãn, giải trí và tận hưởng những gì đặc biệt nhất của nhà hàng. Nhà hàng Truffle Siga Lounge chuyên phục vụ các món ăn Pháp đơn giản, đương đại từ các sản phẩm nhập khẩu đặc biệt ở khắp nơi trên thế giới để chế biến thành những món ăn ngon nhất. Menu theo mùa và chọn lọc, nguồn nguyên liệu được đầu bếp lựa chọn cẩn thận để mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người thưởng thức. Nấm truffle là thành phần chính trong thực đơn của nhà hàng. Truffle trắng và đen có sẵn theo mùa, bạn sẽ thưởng thức những lát nấm đắt nhất thế giới. Một miếng nấm truffle trắng đã từng được đấu giá tới 330.000 đô. Nhưng không chỉ có vậy, Kobe beef A5, uni, caniva, caviar, tôm hùm. Những món ăn ngon nhất được kết hợp lại trong một thực đơn để mang đến cho bạn trải nghiệm ẩm thực độc đáo có 102. Tại nhà hàng Truffle Siga Lounge, phong cách phục vụ được đặt lên hàng đầu, đáp ứng sự hài lòng cho những thực khách khó tính nhất. Của nhà hàng Truffle là mang đến cho thực khách những trải nghiệm riêng biệt. Ở đây, đầu bếp có thể điều chỉnh thực đơn phục vụ tại chỗ và tạo ra một không gian riêng biệt dành cho những bữa tiệc của bạn. Nhà hàng Truffle cung cấp đầy đủ dịch vụ cho bất kỳ dịp lễ nào dựa trên nhu cầu của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời. Một không gian sang trọng và tinh tế tại tầng 73 của tòa nhà cao nhất Việt Nam với tầm nhìn bao quát Sài Gòn, nơi đem đến những trải nghiệm ẩm thực đẳng cấp. Truffle Siga Lounge Restaurant. Hãy đến và trải nghiệm.